Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh Game Mobile VN của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn update email và password Konami mới nhất. Thì các bạn vừa rồi Konami họ đã ra một cái trang web mới về update email và Konami ID và password Konami ID. Và đây mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Nó vẫn gần như là cũ thôi, nhưng trước tiên các bạn vào trang my.konami.net, các bạn vào login đấy, các bạn sẽ tiến hành đăng nhập cho mình đấy. Đăng nhập đây, ví dụ như mình sẽ đăng nhập bằng một cái Konami của mình. Đó, khi các bạn đăng nhập vào trang my.konami.net thì nó sẽ vào một cái trang như cũ, hoặc nó sẽ vào luôn một cái trang mới. Đấy, cái trang mới là nó sẽ, một là nó sẽ vào cái trang cũ như vừa rồi, hai là nó sẽ vào cái trang mới như thế này. Và các bạn để ý rằng cái link của địa chỉ nó sẽ là my1.konami.net. Đó, thì đây là cái trang mới. Cái trang này thì để thay đổi mật khẩu và cái email. Đấy, trước tiên là thay đổi email ấy, thì cái email hiện tại là đang kênh th2019a@gmail.com. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổi mật khẩu, đổi cái email của cái Konami ID này. Đấy, thì trước tiên các bạn sẽ vào như vậy và nó sẽ ra cái trang này. Bạn bấm vào chữ vào cái email này đấy, và nó ấn submit đấy, và nó sẽ gửi một cái mã 6 số tới địa chỉ email của các bạn đang dùng. Đây, ví dụ nó sẽ là 03 60 60 41, cái nó sẽ gửi vào email của các bạn nhé, cái email mà đăng ký Konami ấy. Nó sẽ ra một cái trang đấy, cái trang này các bạn sẽ nhập cái email của các bạn vào, các bạn muốn đổi. Đây, ví dụ như mình sẽ nhập cái email mới của mình vào mà chưa đăng ký Konami ID nhé. Đấy, ví dụ như bạn mua nick thì cái nick kênh TH2019 kia là của chủ, còn cái email ấy của các bạn thì bây giờ bạn nhận gõ email của các bạn vào. Đấy, các bạn sẽ nhập cái email của bạn vào nhé. Đấy, bấm next thì nó sẽ ra một cái trang gọi là nó cần phải có core của cái email mới. Đấy, tức là trước đây thì nó chỉ gửi cái mật mã 6 số vào cái email cũ thôi, nhưng bây giờ nó sẽ gửi mật mã cả vào email cũ và email mới. Đây, ví dụ nó gửi cái email mới của mình sẽ nhập nhé. Đấy, và khi đó cái email mới của các bạn đã được update. Đấy, nó sẽ khác so với lần trước nhé. Và để đổi mật khẩu thì cũng đều tương tự, các bạn bấm vào menu ở trên, các bạn bấm security. Đấy, và các để đổi, để bật mật khẩu hai lớp, các bạn bấm next chữ two step verification. Đây, chữ next ở giữa này là sẽ bật mật khẩu hai lớp và là cũng bắt gửi core và các bạn nhập vào. Còn để đổi mật khẩu thì các bạn bấm vào chữ password. Đấy, password, và các bạn sẽ nhập password cũ của các bạn vào đây. Đấy, và password mới của các bạn vào đây. Current password tức là password cũ, còn chữ password dưới là password mới. Đây, ví dụ mình sẽ nhập này. Đấy, update. Đó là password của các bạn đã được update. Đấy, còn cái
dưới cái giữa này là bật mật khẩu hai lớp, còn cái OTP này thì là mình hiện tại chưa dùng được nên các bạn không cần phải quan tâm. Đó là cách update email này và thay password mới nhất của game PES Mobile 2021 và tương lai bản 2022 nó cũng tương tự như vậy. Đó là cách update email và password mới nhất của Colami. Bạn nào mà chưa rõ các bạn có thể xem lại kỹ video, hoặc các bạn có thể comment trực tiếp ở cái video này hoặc inbox Zalo Facebook của mình, có gì mình sẽ hướng dẫn giải đáp các bạn. Rồi ok, xin cảm ơn, xin chào các bạn.